Khái niệm kỹ năng sống cho trẻ trong những năm gần đây được đề cập rất rôm rã trên các trang web về mẹ và bé. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm tới việc trang bị kỹ năng sống và học kiến thức văn hóa bởi sự quan trọng và cần thiết của nó. Nghe nhiều, nói nhiều, nhưng các bậc phụ huynh có thực sự hiểu rõ kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là như thế nào không? Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay xin được bàn luận về vấn đề này dưới góc nhìn của các nhà chuyên môn. Mời quý vị theo dõi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân cần có để tương tác với những người khác một cách hiệu quả hoặc ứng phó với những vấn đề hay những thách thức của cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng sống giúp con người thay đổi nhận thức, thái độ và giá trị trong những hành động có xu hướng tích cực và mang tính chất xây dựng. Chính vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ nhỏ là điều vô cùng quan trọng để có thể định hướng phát triển cho các bé một cách tốt nhất. Khi xảy ra vấn đề nào đó, nếu không được trang bị kỹ năng sống thì trẻ không có đủ kiến thức để xử lý các tình huống bất ngờ. Vì thế, rèn luyện kỹ năng sống sẽ giúp trẻ sớm có ý thức làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như xã hội. Ngay từ khi mới sinh ra, con người đã được học kỹ năng sống. Từ lúc biết nói, cha mẹ đã dạy cho trẻ ngôn ngữ giao tiếp như là chào ông, chào bà, ạ cô, ạ chú. Đó chính là kỹ năng giao tiếp đầu đời mà các em được rèn luyện. Lớn lên, khi trẻ đến trường, đến lớp, mối quan hệ xã hội được mở rộng ra ngoài gia đình. Đây là giai đoạn mà trẻ cần được rèn luyện các kỹ năng cơ bản để đối phó với môi trường sống thực tế. Các em cần được trang bị các kỹ năng cần thiết khác như rèn luyện và phát triển thể chất, tự nhận thức, xác định điểm mạnh yếu của bản thân để hoàn thiện nhân cách, hay các kỹ năng xã hội khác như giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm. Lúc này nếu không có trang bị tốt cho trẻ hay là có định hướng không đúng đắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của các em. Sau đây, chương trình xin chia sẻ một số kỹ năng sống cần thiết được chuyên gia nhận định sẽ giúp cho trẻ đối phó tốt hơn khi gặp mọi vấn đề trong cuộc sống. Một, không bao giờ ngừng đọc và học. Hãy tạo thói quen và khuyến khích trẻ đọc sách. Càng đọc và học nhiều, trẻ càng phát triển trí tuệ, mở rộng kiến thức, từ đó sẽ thông minh và khôn khéo hơn. Hãy khuyến khích trẻ cởi mở và tiếp thu mọi kiến thức từ những tình huống trong cuộc sống và từ những người xung quanh. 2. Phối hợp với những người khác. Làm việc theo nhóm và biết chấp nhận sự khác biệt của người khác là kỹ năng cần thiết. Hãy khuyến khích trẻ tham gia và làm việc với nhiều người để đạt được mục tiêu chung. Cũng bằng cách này, bạn sẽ dạy trẻ biết khoan dung, đồng cảm, biết suy nghĩ về cảm xúc của mọi người xung quanh. 3. Giải quyết các bất đồng. Những bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Hãy khuyến khích trẻ khi gặp bất đồng cần hít thở sâu, cân nhắc mọi khía cạnh của một vấn đề và đặt ra câu hỏi như tại sao, nếu như vậy. Bằng cách đó, trẻ sẽ tập trung vào vấn đề, dễ dàng kiểm soát cảm xúc tiêu cực như tức giận và hành động nguy hiểm. 4. Biết xin lỗi khi sai và biết tha thứ khi bị đối xử sai. Trẻ nên biết mọi người đều mắc sai lầm, nhưng sự tha thứ có thể chữa lành sai lầm tồi tệ nhất. Hãy dạy trẻ không có gì đáng xấu hổ khi xin tha thứ hoặc tha thứ cho người khác, vì thực tế đó là dấu hiệu của sự can đảm. Và điều quan trọng là bạn phải rèn luyện cho trẻ thái độ phù hợp khi tha thứ. 5. Biết sống tử tế, giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Thể hiện sự tử tế và giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào có thể là hành động ngọt ngào, cách dễ dàng nhất để chạm vào cuộc sống. Và điều này, bạn sẽ giúp trẻ nhận ra giá trị của tình yêu thương. 6. Bảo vệ môi trường. Trẻ nên biết mọi người chỉ có một hành tinh để sống, do đó cần phải bảo vệ và chăm sóc. Điều đó đồng nghĩa với việc phải chăm sóc thực vật, động vật và môi trường tự nhiên. Hãy khuyến khích trẻ cho chim ăn, đi bộ với thú cưng, bằng cách đó chúng sẽ chú ý tới việc bảo vệ hành tinh hơn. 7. Giữ gọn gàng. Trẻ phải học cách vệ sinh cá nhân từ khi còn nhỏ. Bạn nên khuyến khích, thậm chí thưởng khi trẻ vệ sinh tốt và giữ được cuộc sống lành mạnh, bao gồm cả ăn uống và tập thể dục đều đặn. 8. Dạy trẻ yêu thương vô điều kiện. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tình yêu thương, dạy trẻ cách yêu bản thân và người khác. Khi đủ tuổi, hãy cho trẻ biết về tình yêu nam nữ và dạy chúng về tình dục an toàn, cách nhận biết và nói không khi ai đó có dấu hiệu đang lợi dụng tình dục. Thưa quý vị, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của các bé. Bên cạnh đó, trong thời buổi trẻ tiếp xúc với xã hội sớm như hiện nay, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thực sự rất cần thiết. Việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt
không chỉ mang lại lợi ích về mặt sức khỏe mà còn giúp cho các em sớm có ý thức làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như là xã hội. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ phần nào giúp cho các bậc phụ huynh có cái nhìn đúng đắn và toàn diện về kỹ năng sống cho trẻ để giúp cho trẻ phát triển một cách tốt nhất. Góc nhìn đa chiều đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.